Chiều hôm qua, ngày 23 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học phổ thông lần thứ 7 năm học 2023-2024. Hội thi diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến 17 tháng 11 năm 2023, thu hút sự tham gia của 142 giáo viên với 11 môn thi gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, giáo dục thể chất. Đây là những giáo viên tiêu biểu thuộc 20 đơn vị trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Các giáo viên dự thi với hai phần gồm trình bày biện pháp giáo dục và thực hành tiết dạy. Theo đánh giá của ban tổ chức, phần thi trình bày biện pháp giáo dục có 130 giáo viên được đánh giá mức đạt. Phần thi thực hành có 95 tiết dạy được xếp loại giỏi, 47 tiết dạy xếp loại khá, không có tiết dạy trung bình. Sau hai phần dự thi, ban tổ chức đã chọn 91 trên 142 giáo viên dự thi có tổng số điểm cao nhất để công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu Dương Hồng Tân khẳng định, hội thi là đợt sinh hoạt chuyên môn rộng lớn, tạo điều kiện cho giáo viên cấp trung học phổ thông học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảng dạy. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực và trình độ chuyên môn của các thầy cô giáo tham gia hội thi. Đa số các thầy cô dự thi đã nỗ lực đầu tư, chuẩn bị chu đáo cho từng phần thi. Có nhiều phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới về hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động của học sinh, theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực, bám sát nội dung kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các cơ sở giáo dục. Có nhiều ý tưởng sáng tạo để mang lại hiệu quả giảng dạy trong tình hình còn thiếu đồ dùng dạy học như hiện nay. Dịp này có nhiều cá nhân và tập thể có thành tích cao trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trung học phổ thông lần thứ 7 được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu. Cũng tại buổi lễ, Hội khuyến học tỉnh đã trao thưởng khuyến tài từ nguồn quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt cho 91 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trung học phổ thông lần thứ 7 năm học 2023-2024, mỗi phần thưởng 1 triệu đồng. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trung học phổ thông được tổ chức 4 năm một lần nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.